Trường xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Thưa quý vị, nếu như thời gian gần đây ai có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì sẽ thấy là có một cái thương hiệu mỹ phẩm tài trợ cho những cặp đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó chính là thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Skin AZ. Và ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm của thương hiệu này. Bởi vì sao? Bởi vì Skin AZ nó đã có mặt trên 23 quốc gia trên thế giới. Skin AZ được bày bán ở các trung tâm thương mại lớn nè, các hãng hàng không quốc tế nè, các du thuyền hạng sang nè, các trang online nổi tiếng nè. Nói tóm lại là Skin AZ đang tạo ra một cái cơn sốt tại các thị trường trên cả nước và đặc biệt là trên thế giới. Chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị những cái dòng sản phẩm của Skin AZ. Trước tiên là tôi muốn chia sẻ đây là tinh dầu quả bơ. Tinh dầu quả bơ này chiết xuất 99,6%, chiết xuất 99,6% từ quả bơ, cho nên nó rất là tốt cho chúng ta, tốt cho làn da nè, tốt cho mái tóc nè, tốt cho móng tay nè. Và đặc biệt là với tinh dầu quả bơ này á, ngay kể cả bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh cũng có thể sử dụng được, bởi vì nó chiết xuất từ 99,6% là tinh chất từ quả bơ. Xài rất là tiết kiệm. Một cái chai tinh dầu như thế này là 30ml chúng ta có thể sử dụng trong 6 tháng luôn. Tại vì mỗi lần sử dụng á, chúng ta chỉ cần lấy ra từ 2 đến 3 giọt thôi. Chúng ta thoa nhẹ lên làn da của chúng ta cho nó thẩm thấu. Thì nếu như da chúng ta có những tình trạng là da khô nè, bong tróc nè, nứt nẻ nè, da mà bắt đầu bị lão hóa nè, thì chúng ta có thể sử dụng cái tinh dầu quả bơ này làm da của chúng ta mịn màng, căng hồng tự nhiên, phục hồi lại làn da hư tổn của chúng ta ha. Xài 6 tháng nữa đó quý vị, biết chừng nào mới hết đúng không? Một điều mà Tường luôn luôn muốn nhấn mạnh với quý vị là khi chúng ta mua những sản phẩm của Skin AZ thì chúng ta yên tâm. Yên tâm là sao? 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc, có giấy kiểm nghiệm của Bộ Y tế, có giấy của Bộ Công an chống hàng giả. Và khi mua chúng ta có thể kiểm tra cái mã vạch đàng hoàng để chúng ta yên tâm rằng nó nhập khẩu từ Hàn Quốc nha quý vị. Và cái dòng sản phẩm thứ hai Tường muốn giới thiệu với quý vị đây là kem làm trắng da White Angel của Skin AZ. Tường rất là thích cái kem làm trắng da này. Bởi vì sao? Tường thì đi quay ở ngoài nắng không à, cho nên da của mình nó không có được sáng. Thì khi sử dụng cái White Angel này, làn da của chúng ta sẽ sáng lên từ bên trong, sáng lên từ từ thưa quý vị. Và đặc biệt á, ngoài là nó làm trắng da mà nó có cái độ pH, độ ẩm á, pH 5.5, nó tương ứng nó bằng với cái độ pH tự nhiên trên làn da của em bé. Cho nên á, chúng ta sử dụng chúng ta yên tâm, nó làm trắng da của mình nhưng nó không làm bào mòn da của chúng ta. Và đặc biệt á, là nó có một chất chống nắng nhẹ ở trong này nữa, chúng ta an toàn khi đi ra ngoài, chúng ta dưỡng trắng da và chúng ta không sợ bị nắng ăn. Cho nên Tường rất là thích. Đây hình như là được mệnh danh là nữ hoàng trắng da ở bên Hàn Quốc đó thưa quý vị. Nghe rất là hấp dẫn đúng không? Và một sản phẩm nữa Tường cũng muốn giới thiệu đến quý vị, đây là kem nền BB Stick của Skin AZ. Cái này là Tường đặc biệt thích bởi vì thiết kế rất là hiện đại và đặc biệt rất là tiện lợi khi sử dụng. Mẫu mã đẹp, chúng ta có thể bỏ vào giỏ sách đem theo mọi lúc mọi nơi. Và tại sao Tường thích nó? Thích nó bởi vì đây nè, nó có hai đầu. Tiện lợi là nó có hai đầu. Đầu này là kem nền, nhưng mà quý vị thấy không? Kem nền dạng sáp nhưng mà ở xung quanh là kem nền, chính giữa là cái lõi. Nó có chất dưỡng da cho da mặt của chúng ta luôn. Công dụng của kem nền, nó che lấp những khuyết điểm trên gương mặt, lồi lõm, sẹo, mụn, nám, tàn nhang. Thì chúng ta đánh một lớp kem nền này lên, đánh lên trán nè, mũi nè, hai bên gò má và cằm nè. Sau đó chúng ta tiện lợi ở cái chỗ lật lại cái đầu này, đây là cái cọ, chúng ta tán đều ra ha, tán đều ra làm cho da mặt của chúng ta đều màu, đồng nhất một màu, và làn da của chúng ta rất là đẹp. Tiện lợi lắm, nó đỡ, nó tiết kiệm á, chỉ cần một tí thôi là đã hết gương mặt của chúng ta rồi. Nếu như chúng ta dùng cái miếng mút đánh thì nó rất là hao, và dùng tay thì nhiều khi người khác nhìn vô thấy mất vệ sinh. Cho nên quý vị thấy không, cái cây kem nền như thế này xài không biết tới chừng nào mới hết luôn thưa quý vị. Chính vì vậy mà Tường rất thích cái kem nền này BB Stick của Skin AZ. Rồi, sau khi giới thiệu kem nền xong, một sản phẩm nữa Tường muốn giới thiệu với quý vị đó là má hồng. Đây, má hồng rất là đặc biệt, má hồng dạng sáp chứ không phải là dạng phấn. Giá má hồng vặn phấn á, rủi những cái người mà công việc nó nhiều như Tường, nhiều khi Tường lụp chụp á, mình sơ ý mình rớt cái bể rồi, bể má hồng coi như bỏ, thì dạng sáp này mình yên tâm hơn, tiện lợi, mình có rớt mình cũng không lo ngại. Và đặc biệt má hồng dạng sáp nó rất là tự nhiên, khi mà mình đánh kem nền xong đúng không, nó là dạng sáp mình cũng chấm lên, mình cười nè, cười nó có hai xương gò má nè, mình đánh kem nền này lên cái xương gò má của chúng ta, sau đó chúng ta dùng tay chúng ta thoa nhẹ, nó bám vào trong cái kem nền của mình luôn, thì làm cho cái da mặt của mình họ nhìn vô họ tưởng là ô hồng tự nhiên chứ không phải là mình trang điểm bị hồng. Cho nên Tường rất là thích cái má hồng này, nó cũng có ba màu để chúng ta có thể lựa chọn.
rất là đẹp đúng không quý vị? À, cuối cùng tôi muốn giới thiệu đó là cây son bút chì. Son bút chì của Skin AZ, đây là cái loại son mà các nghệ sĩ, các diễn viên ở bên Hàn Quốc rất là ưa chuộng. Bởi vì sao? Không có chì, có 9 màu để chúng ta lựa chọn. Và đặc biệt cái son này nè, nó không có chì, làm cho môi của chúng ta nó căng, nó mọng lên, nó rất là đẹp, bám màu rất chặt, nhưng mà lại không có chì. Chính vì vậy mà được những cái nghệ sĩ, những diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc rất là ưa chuộng. Thì đó là những cái sản phẩm, 5 cái sản phẩm của Skin AZ mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người. Và một điều tôi nhấn mạnh lại nữa là khi mua những sản phẩm của Skin AZ, mọi người yên tâm là 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc. À, rồi mọi người có quyền kiểm tra nè, giấy của giấy kiểm nghiệm của bộ, của Sở Y tế nè, Bộ Công an nè, và chúng ta khi mua chúng ta phải kiểm tra cái mã vạch của nó đàng hoàng, cho nên đảm bảo uy tín quý vị nha. Nếu như nãy giờ ai mà cảm thấy hấp dẫn, bị lôi cuốn bởi dòng sản phẩm này, bởi các Tường chia sẻ, thì hãy thử trải nghiệm cùng các Tường nha. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của các Tường. Cảm ơn và hẹn gặp lại.